Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. tin mừng được Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, danh Chúa. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào mọi người còn đứng bàn truyền thì Chúa Ý-xu hiện ra đứng giữa họ và phán bình an cho các con nay thầy đây đừng sợ nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma Chúa lại phán sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy hãy xem tay chân thầy chính thầy đây hãy sờ mà xem ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây nói xong người đưa tay chân cho họ xem thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ chúa hỏi ở đây các con có gì ăn không họ dâng cho người một màu cá nướng và một tảng mật ong người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ đoạn người phán đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật mai sen và sách tiên tri và thánh vịnh rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh người lại nói có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời, Chúa. lời, Chúa, tổ, lời khen Chúa Anh chị em thân mến, sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, đã có hai môn đệ thất vọng đi về làng quê Emmaus. Và rồi các ông đã gặp được Chúa Giêsu trên đường đi Ngài xuất hiện như một lữ khách cùng đi Và rồi một lần khác Chúa phục sinh lại hiện ra các môn đệ Ở tại một căn phòng ở Jerusalem Mọi người kinh ngạc vì tưởng người chết hiện về Chúa Giêsu cho họ xem thương tích nơi tay chân chứng tỏ người bị đóng đinh rồi lần khác vì có người trong số của họ nghi ngờ nên Ngài đã đề nghị Tô Ma đụng chạm vào Ngài để biết chắc Ngài có xương có thịt chứ không phải là một vong hồn ma quỷ. Lần nữa vẫn thấy Ngài hoài nghi và rồi Chúa Giêsu đến Ngài ăn cá và mật ong trước mặt họ để cho họ thấy, để cho mọi người thấy Ngài là một con người ma quỷ đâu có nhai, có nuốt như vậy. Các đông đồ ngày xưa thật đáng trách bởi vì gặp được Chúa Giêsu mà không nhận ra Ngài. Thế nhưng xét lại, chúng ta cũng đáng trách. Bởi vì chúng ta cũng hàng ngày gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta nhưng chúng ta có khi vẫn không nhận ra ngài chúa giêsu đã nhiều lần dùng kinh thánh để chứng tỏ cho chúng ta thấy ngài đang hiện diện nơi những người chung quanh bởi vì tất cả là chi thể của ngài ngài đang đồng hóa mình với mọi người ở trong cuộc sống và ngài đang đồng hành với chúng ta trong những sinh hoạt đời thường của chúng ta. Vậy mà chúng ta có khi vẫn chưa xác tín, có khi chúng ta vẫn thấy mình bơ vơ giữa cuộc đời, thất vọng giữa những lo lắng, buồn phiền giữa những thử thách. Chúng ta đã biết cha Anthony de Mello, một linh mục dòng tên hay viết những câu chuyện ngụ ngôn của thời đại. Ngài đã kể một câu chuyện như thế này. Có một con cá đang bơi lội trong đại dương. Thì nó hỏi một con cá khác, "Xin lỗi bác, bác già hơn tôi và kinh nghiệm hơn tôi, bác có thể cho tôi biết được làm sao để tôi biết con đường để đi đến đại dương. Tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy." con cá già bảo nó cháu đang bơi trong đại dương đây mà là đại dương à đây toàn là nước biển mặn cái mà cháu tìm kiếm là một đại dương bao la thế rồi con cá non dại đấy thất vọng bỏ đi thì ra con cá đang bơi lội trong đại dương mà nó không biết đấy là đại dương nó chỉ tưởng đấy là đời thường của nó đang khi sống trong đời thường chúng ta vẫn mơ mộng một cái gì tốt đẹp nhưng chúng ta không biết đứng phục sinh đang đem đến những sự tốt đẹp cho chúng ta chúng ta khao khát gặp ngài ư ngài đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta nơi cha mẹ anh chị em nơi người lối xóm nơi những biến cố của cuộc đời chúng ta nơi những sự kiện mà chúng ta gặp đừng tìm ngài ở nơi đâu xa chẳng có một đại dương nào khác ngoài đại dương chúng ta đang sống và nơi đấy chúa đang ở với chúng ta amen